ăn chè, phải ăn bằng tô, bằng giá vậy à, mới máu. Bây giờ mình sẽ đi về nhà mẹ của mình nha mọi người. Trước khi về nhà mẹ thì mình sẽ ghé mua chè cho chị Năm. Đi về thăm chị Năm với anh ba, không lẽ tôi đi tay không? Tất nhiên là tôi phải ghé qua cái tiệm chè gần nhà tôi rồi mua cho chị Năm mấy ly chè. Bên trong một chén chè sẽ có rất là nhiều màu sắc khác nhau của các loại trái cây. Trời ơi, tôi ghiền ăn nhất là bánh lọt nè, củ năng nè, và ngoài ra còn có cả hạt đác nữa. Bánh lăng ở đây cũng là nhà làm nha mọi người. Với cái bánh lăng làm từ trứng gà ta cực kỳ là mềm luôn. Bạn nào mà muốn ăn đác sầu riêng thì các bạn nhớ gọi nha, có vị sầu riêng đậm đà. Mình đã gọi 3 phần để vừa ăn vừa quay cho mấy bạn coi nè. Còn tí nữa mình sẽ mua về cho chị Năm sau nha. Mình rứa cái nước dừa béo béo lên đây, sau đó thì các bạn sẽ bỏ đá vào ăn cho nó ngon nha. Hồi đó mình còn ở nhà ba mẹ thì mình hay đặt về nhà ăn, chứ bây giờ là gần nhà tôi lắm mọi người ơi. Chi nhánh ngày hôm nay mình đi là nằm ở 343 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận đó nghe. Trời ơi, cái bánh lăng nó mềm, nó tan trong miệng mà nó thơm lắm mọi người. Ngoài bán chè ra thì ở đây còn có cả đát rim với lại thơm, hoặc là các bạn có thể chọn đát rim với phúc bồng tử cũng ngon lắm nha. Ăn ngon thì làm sao có thể quên gia đình được, mua về cho ba mẹ thôi. Bưng cái mâm nè, đợi chè của Út nè. Ôi, một cái ly chè mà đổ được nguyên một tô bự luôn. Một tô luôn còn ngon lắm. Ngon lắm hả mẹ? Ừ, thích lắm.